nè đó, quay lên cho chúng chửi thấy chưa các em, thấy chưa, chị sắp hết chỗ để dài rồi mà vẫn còn rất là nghiện mua dài, không thể nào hết cái cơn nghiện đó được, không còn chỗ để dài nữa. Mấy đôi thể thao là phải để ở ngoài cầu thang đây, chồng đóng đóng đây luôn. Rồi cho em coi chưa, coi xong chưa, rồi đó. Đúng rồi.